Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức điện có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, sự điều hành quyết liệt hiệu quả của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong nỗ lực chung đối phó với đại dịch COVID-19, Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng Nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác ASEAN để đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ ở mỗi nước như chúng ta đã từng hỗ trợ nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đổ chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước Campuchia và trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam trước đây cũng như trong cuộc phát triển của mỗi nước ngày nay. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia gìn giữ vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.